Trinh mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10. Chương trình sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo là Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 17 thế giới vào năm 2025. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ lập một quỹ hỗ trợ cho các dự án đối tác công tư. Mặc dù đã ký kết nhưng sớm nhất thì phải đến giữa năm 2016, Việt Nam mới có thể trình TPP ra Quốc hội. Mặc dù Việt Nam và 11 nước thành viên khác đã hoàn thành quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng dự kiến là sớm nhất cũng phải đến giữa năm 2016, TPP mới có thể trình ra Quốc hội. TPP được các quốc gia phê chuẩn, nhưng quy trình thủ tục phê chuẩn ở các quốc gia khác nhau. Ở Việt Nam, TPP được ký kết và phê chuẩn theo luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Theo luật này, sau khi ký kết, chính phủ phải trình chủ tịch nước phê chuẩn. Chủ tịch nước sẽ xem xét quyết định phê chuẩn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do chính phủ trình, hoặc trình quốc hội phê chuẩn hiệp định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp quốc hội. Về mặt hình thức, quốc hội vẫn phải dành thời gian thảo luận tại hội trường về hiệp định và biểu quyết thông qua việc phê chuẩn hiệp định tại kỳ họp bằng một nghị quyết. Nếu TPP được ký kết vào đầu năm tới, dự kiến phải đến kỳ họp Quốc hội vào tháng 6 năm 2016, Quốc hội mới có thể phê chuẩn hiệp định này. Tuy nhiên, thời gian hiệp định có hiệu lực còn phụ thuộc vào quá trình phê chuẩn của các quốc gia thành viên. Ngân hàng Goldman Sachs vừa mới đưa ra dự báo là Việt Nam sẽ vươn lên vị trí là nền kinh tế đứng thứ 17 thế giới vào năm 2025, từ vị trí thứ 55 hiện tại, với GDP tăng từ mức 186 tỷ đô la lên 450 tỷ đô la. Dự báo trên được đưa ra trên cơ sở Việt Nam và 11 nước thành viên khác vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hiệp định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng với mức thuế bằng không tới thị trường rộng lớn, gồm các quốc gia trong khối, hiện chiếm tới 2/5 thương mại toàn cầu. Trước đó, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cũng nhận định Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP. Các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như may mặc, giày dép dự báo sẽ bùng nổ khi TPP có hiệu lực. Hiện Việt Nam đang hoàn thiện các quy định về thuế và đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng, theo đuổi các thỏa thuận thương mại khác để tạo lợi thế thu hút đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình chính phủ báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh năng suất lao động nước ta còn phải tiến hành rất nhiều điều chỉnh nếu muốn bắt kịp các nước trong khu vực. Năng suất lao động của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua với mức tăng bình quân 3,7% mỗi năm trong giai đoạn từ 2005 đến 2014. Tuy nhiên, nếu giữ ở tốc độ này thì phải đến năm 2038, năng suất lao động của nước ta mới bắt kịp Philippines và đến năm 2069 mới bắt kịp năng suất lao động của Thái Lan. Đáng chú ý là nếu so với Trung Quốc và Ấn Độ, năng suất lao động của Việt Nam tăng chậm hơn. Cụ thể, vào năm 1994, năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Trung Quốc 1,3 lần, đến năm 2013 lên 2,8 lần, trong khi khoảng cách giữa Ấn Độ và Việt Nam tăng từ 1,6 lần lên 1,7 lần. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năng suất lao động của Việt Nam thấp phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là có đến 81,8% lao động chưa được đào tạo để đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật. Hai là thể chế kinh tế và hiệu quả quản trị nhà nước vẫn còn nhiều rào cản cho doanh nghiệp lẫn người dân. Thưa quý vị, giữa rất nhiều thông tin từ cơ quan chức năng và các nhà đầu tư tại hội thảo tìm giải pháp huy động vốn xã hội hóa cho các dự án hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh, thì đại diện Cục Quản lý Đấu thầu cho hay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự kiến lập ra một quỹ hỗ trợ cho các dự án đối tác công tư để tăng tính hấp dẫn của các dự án này đối với các nhà đầu tư tư nhân. Dù đã có nghị định mới từ tháng 2 năm nay về mở ra hành lang pháp lý cởi mở và hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư tư nhân tham gia các dự án hạ tầng, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng tỷ suất lợi nhuận từ các dự án này vẫn còn khá hạn chế. Trong bối cảnh đó, đại diện Cục Quản lý Đấu thầu cho hay, tới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang có dự kiến lập ra một quỹ hỗ trợ cho các dự án đối tác công tư mà các nhà đầu tư tư nhân không mặn mà. Hiện nay là chúng tôi đang đàm phán với cả ngân hàng Á Châu, ngân hàng phát triển châu Á là ADB để hình thành cái quỹ này. Ngoài ra thì còn có JICA nữa. JICA cũng tham dự. Rồi thì hiện nay là cái phần vốn của ADB thì dự kiến tầm khoảng độ là 300 triệu. Cái quỹ này thì là được mở cho các nhà tài trợ khác có thể tham dự cùng.
Thì dự kiến là tầm khoảng độ đầu năm 2017 là dự quỹ này sẽ có thể đi vào hoạt động được. Ban đầu thì dự kiến là tầm khoảng 500 triệu thôi. Thế nhưng là rất là nhiều những cái tổ chức tài chính cũng như là những cái nhà tài trợ cũng có cái quan tâm đối với cả cái dự án này. Cho nên là quy mô thì có thể đang dự kiến lên tầm khoảng độ 1 tỷ đô. Cũng theo đại diện Cục Quản lý Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đối tác công tư thông qua hình thức hợp đồng PPP không phải là giải pháp cho tất cả các dự án cần có sự tham gia của tư nhân, chỉ là hình thức giảm bớt gánh nặng cho đầu tư công. Điển hình như dự án xây dựng đê quai chẳng hạn, dù có thể nhà đầu tư tư nhân tham gia nhưng không có nguồn thu trực tiếp từ người sử dụng công trình, nên cần có sự tham gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và quỹ bù đắp khoảng trống chính là cơ chế cần thiết của nhà nước trong những dự án như vậy. Và trong chuyên mục Mỗi ngày một con số, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 100.000 lượt người. Đây là số lượt khách nội địa mua tour trọn gói giá rẻ trong 9 tháng đầu năm nay, tăng gần 100% so với cùng kỳ. Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2015, Hiệp hội đã phối hợp với 4 hãng hàng không, bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar và Vasco, tổ chức các tour du lịch trọn gói giá rẻ cho khách hàng sử dụng vé máy bay của 4 hãng trên. Theo đó thì các hãng đã giảm giá vé máy bay trên các tuyến Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Lạt, Nha Trang v.v. để các hãng lữ hành giảm giá tour trọn gói cho du khách. Mức giảm giá của các tour là từ 20 đến 40% so với bình thường. Theo Hiệp hội Du lịch thì năm nay do chương trình khuyến mãi thực hiện sớm nên khách mua tour nhiều hơn, đặc biệt là giá tour rẻ hơn nên khách hàng hưởng ứng mạnh mẽ. Lượng khách du lịch nội địa đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin, chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin nổi bật sau đây. Giá xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam giảm trong 9 tháng đầu năm. Ngành du lịch đón nhận những dấu hiệu tích cực trong quý 3 năm 2015.